Câu chuyện bức tranh bị bôi bẩn. Có một anh chàng họa sĩ từ lâu đã ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Để tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng khoảng 30m² trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm, chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian. Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên, sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ. Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình. Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới sát mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ. Chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm vào khoảng không mênh mông cao cả 100m. Tuy nhiên, không ai dám có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm. Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt, một người đàn ông tiến tới giá vẽ. Ông ta chộp lấy cây cọ, nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên, đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người họa sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế vừa rồi đã như thế nào. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ bước đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: "Con ạ, trong cuộc đời chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng chính sự quyến rũ mê hoặc về những điều sắp tới đó khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình. Vậy nên, nếu có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta đã dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên, hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính bạn. Biết đâu, một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân mình."